quý vị, những ngày này dư luận đặc biệt quan tâm về nghi vấn công ty sản xuất nhựa Tenma Việt Nam đưa hối lộ khoảng 5 tỷ đồng cho một số quan chức ngành hải quan và thuế tỉnh Bắc Ninh để khỏi đóng 400 tỷ đồng tiền thuế mà các hãng thông tấn Nhật đưa tin. Trong khi vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhiều ý kiến cho rằng tình trạng hải quan tiếp tay cho doanh nghiệp gian lận thuế là có thật. Thực tế, có không ít vụ cộm cán mà doanh nghiệp trốn thuế bị cơ quan hải quan trên cả nước phát hiện, bắt giữ và truy thu thuế số tiền lớn trong thời gian qua. Năm 2019, công ty Việt Đài nhập từ Trung Quốc và Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn, lô hàng gồm 3 mục: 1.000 bộ xương càng xe bằng sắt, phụ kiện dùng cho xe gắn máy một bánh, 750 bộ niền xe, 1.000 bộ chân chống bằng sắt. Sau kiểm tra thực tế, hàng có 39 mục khác nhau và mã số doanh nghiệp từ app là 8714-1030. Nhưng theo kết quả phân loại mã số hàng hóa là 8714-1050. Tiền thuế trốn là 1,4 tỷ đồng. Nhưng đó là chiều doanh nghiệp gian lận trong áp mã hàng hóa để trốn thuế. Còn hải quan tiếp tay, thông đồng ăn chia thì hầu như không thể kiểm soát nổi vì đôi bên cũng có lợi. Vụ các hãng thông tấn Nhật đưa tin về công ty sản